chú anh chị và các bạn. Vừa qua, Ban Từ Thiện huyện Bắc Tân Uyên tổ chức từ thiện và cúng dường Trường Hạ 3 điểm ở Lâm Đồng và Đà Lạt. Điểm thứ nhất đó là Trung tâm Tâm Thần Trọng Đức Lâm Đồng. Điểm thứ hai là Chùa Phước Huệ, thành phố Đà Lạt. Điểm thứ ba là Nơi Nuôi Trẻ Em Mồ Côi, tỉnh Xá Nguyên Không, Đà Lạt. Và sáng hôm nay thì địa điểm đầu tiên đoàn mình ghé qua đó là Trung tâm Tâm Thần Trọng Đức Lâm Đồng. Tại đây đoàn tặng gạo, nè, mì gói, xà bông, xúc xích, bánh và một số quần áo cũ. Thì ở Trung tâm Tâm Thần Trọng Đức này nó có hai cơ sở mọi người. Đây là cơ sở nữ. Thì đoàn mình ghé qua cơ sở nữ trước. Phát quà ở đây xong thì đoàn của mình sẽ qua cơ sở nam sau. Hôm nay là ba em rồi. Đây đi đường này anh rồi. Qua bên cửa nhỏ, thì đoàn của mình sẽ đi ra phía sau nơi những cái phòng mà bệnh nhân đang ở đó nha mọi người. Đây là cái dãy phòng mà nơi những bệnh nhân tâm thần đang sống nè. Những người bệnh nặng thì được nhốt ở trong cái phòng nó khóa lại, khóa cửa lại. Còn những người bên ngoài thì bệnh nhẹ hơn. Bệnh nhẹ hơn cho nên được ở bên ngoài. Bây giờ đoàn của mình phát cho mỗi người một hộp bánh. Còn bên ngoài thì có một số cô là cho tiền. Lúc nãy là mình thăm bên trại nữ, hôm nay là bên trại nam. Thank you.
khô cho bánh đây mà. Ông ngủ mà ngồi vào hàng cho. Đá mà bả bây giờ. Ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng gốc, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng nhớ hỏi tuổi thơ bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con đường lớn khôn. Còn nhớ ngày ấy nhưng thêm trường giá lạnh, và cha là mong con dưới ấm những cành dài. Nhà hôn con và cha khen nói, lời con yêu ơi con này nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối cha. Con đang có phố kỳ ngựa, con làm câu thi con rùa tam thanh. Sau khi phát quà ở trung tâm tâm thần Trọng Đức Lâm Đồng xong thì đoàn mình sẽ ra xe và đi đến địa điểm tiếp theo. Và bây giờ đoàn của mình đã đến chùa Phước Huệ, thành phố Đà Lạt rồi nè mọi người. Bây giờ đoàn sẽ xếp hàng đi để đi vào chùa. Em hàng ngay vô nha. Trước mắt của mình là đường vô chùa Phước Huệ. Do cái chùa nằm ở trên một đồi, cái đồi cũng hơi cao và đường thì cũng rất là nhỏ cho nên xe không có vô được. Bây giờ đoàn mình sẽ đi bộ vào trong bên trong chùa.
chúng ta chào cho sớm tới. Cứu lên cô ơi. Quay mấy mình à. Cứu lên. Mình sẽ vô bên trong để cúng dường. Cảnh xung quanh chùa rất là đẹp. Ra Đà Lạt thì ở đâu mình cũng bắt gặp những cây thông mà mọi người rất là đẹp. Phía trước là tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát rất là cao. Nay nhân dịp ban thực hiện Nguyện Bắc Tân Nguyên
bình thường những tỉnh Bình Dương chúng con rồi cũng đủ thiên nhiên để trong tiếng thực hiện mục đích năm đồng và về lại bổn tự thuộc xứ nơi đây đồng hành chi tính được cũng sự hướng dẫn của chư tôn thiền đức đi trước tam bảo bổn tự chúc các đồng hành của phật tử chúng con xin được kính dâng lên cúng dường chư Phật mười phương chư đại bồ tát và hiện tiền tính chư tôn thiền đức ni từ bi thọ nhận đồng hành cúng dường của chúng con. Chúng con cũng được ân lời Phật dạy học theo hạnh của một kiền liên bồ tát, xin được nhiên nhiên phước điền này trong 3 tháng ăn cơm tiết hạ được chư ni thọ nhận đồng hành chúng con, được tạo phúc như này cho hàng Phật tử chúng con được ân triên công đức hiện tiền cha mẹ phước thọ thanh long, ông bà cha mẹ công việc thánh tổ và ngoài quá bạn được siêu sanh thanh quân niệm Phật quán và nguyện cầu hướng về đất nước thế giới hòa bình, nguyện cho chúng sanh vượt qua bệnh khổ trong tinh thần của người con Phật luôn hướng về ngôi tam bảo. Hôm nay đây đồng hành chí thánh con xin cũng đại diện mẹ các đoàn được dâng lên lời tôn kính và cúng dường này trên chư tôn thiền đức ni vũ lộc từ bi và thọ nhận cho chúng con được ăn chiên công đức. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bố trí cúng trường để tạo ước duyên cho đời hiện tại và tương lai.
vui mừng, vì Đức Phật lại là nhân thân năng đắc Phật pháp năng văn thiện duyên năng hộ, được là người đã có mà lại được nghe pháp của Phật, lại được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Ở đây quý vị đã được làm người, lại được biết đến Phật pháp mà biết gieo duyên bố thí cúng dường để kết âm tạo duyên lành cho hiện tại và tương lai nữa. Thật là chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi, không biết cái gì để tả cho hết. Thì hôm nay thì có duyên thì quý vị về đây, quý vị thì nói bây giờ còn sớm, quý vị tụng kinh phá thì bây giờ quý vị cứ tụng kinh rồi cứ chiếu cái đồ chú mời tất cả toàn thể quý Phật tử chúng tôi tranh Phật hay như là Phật. Bye.
Bye.
dầu nữa kìa.
sau khi dùng cơm trưa tại chùa Phước Huệ đã xong thì đoàn ghé qua tịnh xá Nguyên Không, nơi nuôi dạy trẻ mồ côi. Ở đây thì đoàn cúng dường lễ Phật và tặng quà cho các cháu bé, kết thúc một ngày từ thiện thành công tốt đẹp. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an. Xin cảm ơn.